Nhân tượng Miss Grand chọn dáng đứng kiểu. Dáng nào mà ok nhất, mà có thể đứng được lâu nhất. Từng giọng đi bộ rồi đó. Đi bộ hả? Trường thứ 6. Cái này mà chắc sợ, sợ đứng được đó. Đưa hai chân trong quà. Em tặng bỏ được. Quả được. Anh có dơ được cái tay đó không? Đi dáng đi bộ. Dáng dáng bộ. Mình sẽ đứng cái tướng nào thoải mái nhất thôi chứ cái nào đứng mấy khó thôi mà chứ cũng em thấy mỏi á, cái nào mà không cần dùng tay đâu. Nếu mà em làm công việc này thì em nghĩ là em sẽ thay cái những cái thùng này bằng cái giường của em làm cái gì chắc anh nói nào như nè, xong rồi ok đó.